ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với cả Kanye West. Qua bài viết cùng tên của tác giả Minh HD, bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Và chúng ta hãy cùng đi đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nha. Ye, hay còn được biết tới một cách rộng rãi hơn với cái tên Kanye West, là một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. Anh có nhiều thành công trong sự nghiệp với tư cách là một nam rapper có tài năng. 22 giải Grammys và 68 đề cử là cũng đủ để chứng thực điều này rồi. Rất nhiều sản phẩm của anh được đánh giá cao về công chúng và giới chuyên môn như là Runaway, Jesus Walk, Gold Digger, Stronger, v.v. Ngoài ra anh còn đạt được thành công rất lớn với nhãn hiệu thời trang Adidas Yeezy của riêng mình. Tạp chí Forbes từng mô tả sự phát triển của Yeezy là một trong những thương hiệu bán lẻ thành công nhất thế kỷ. Khối tài sản của Ye tính đến năm 2021 lên tới 6,6 tỷ USD, vượt trội hơn hẳn so với rất nhiều nghệ sĩ cùng thời như là Drake 500 triệu, Eminem 230 triệu, Jay-Z 1,3 tỷ, Paul McCartney 1,2 tỷ. Có một sự nghiệp xuất chúng, nhưng những gì mà công chúng nhớ đến Kanye West không nằm ở những cột mốc chói sáng mà anh đạt được, mà nó nằm ở những dòng tít giật gân trên các trang tin và mạng xã hội. Từ những phát ngôn gây sốc về chính trị và chủng tộc, mâu thuẫn với rất nhiều các nghệ sĩ khác, những trò lố trong mối quan hệ cá nhân với cô Kim nhà Kardashian. Khi bạn nghĩ rằng những gì nam rapper này đang làm là quá tệ rồi và nó không thể tệ hơn được nữa, thì những gì đã xảy ra trong tháng 10 sẽ khiến cho bạn phải nghĩ lại đấy. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu sơ lược về lịch sử thành danh của Kanye West và đặc biệt là về chuyện quái gì đang xảy ra với nhân vật này. Thành công của Kanye là kết quả của sự chăm chỉ và cống hiến tận tâm cho nghệ thuật. Anh liên tục làm việc trong các dự án mới và đặt rất nhiều tâm huyết vào chúng. Ye bắt đầu dấn thân vào con đường âm nhạc từ năm 14 tuổi khi anh gặp được thầy của mình, DJ và nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng NoID. Anh hướng dẫn cho Kanye từng điều cơ bản nhất trong sản xuất hip hop beat. Cùng thời gian này, anh trở thành bạn thân với Jay-Z và thường xuyên có những buổi freestyle với cả nhau. Với sự học hỏi và không ngừng trau dồi, Ye thành công khi sản xuất rất nhiều các bản phối tuyệt vời cho các rapper thành công thời điểm đó, như là Unbreakable của Alicia Keys, Don't Mess With Me cho Lil Kim, Stay the Night của Mariah Carey. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, anh còn muốn vươn xa hơn thế, anh muốn tự mình trở thành rapper. Ye thuyết phục Jay-Z để được tham gia vào hãng đĩa Rockefeller do nam rapper này quản lý. Ban đầu, Jay-Z có một chút lưỡng lự do vẫn còn nghi hoặc vào tài năng của Kanye, nhưng đến năm 2002 thì anh đã bị thuyết phục hoàn toàn. Kể từ đây, tên tuổi của Kanye West bắt đầu bước lên một tầm cao mới. Do có nền tảng làm nhạc vững chắc cũng như nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên ngay từ album đầu tiên mang tên The College Dropout, Kanye đã lập tức gặt hái được thành công vang dội. Sản phẩm này là một sự bùng nổ với cả đại chúng lẫn giới truyền thông. Nó ẵm ngay vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 200 Billboard, bán được 4 triệu bảng chỉ tính riêng trong thị trường nội địa Hoa Kỳ. Thêm vào đó, album này cũng được chứng nhận bạch kim lên đến 4 lần bởi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ. Những rapper nổi tiếng cùng thời trong cả sự nghiệp cũng chẳng bao giờ đạt được thành tựu này. 50 Cent, Akon, Dr. Dre, Nicki Minaj tới nay cũng chỉ đạt được 2 chứng nhận bạch kim. Chưa đủ thỏa mãn, anh ta tiếp tục ra mắt thêm nhiều album trong những năm tiếp theo và liên tục gặt hái thêm nhiều thành công lớn hơn nữa về mặt thương mại và chuyên môn, bao gồm album Late Registration năm 2005 bán được 5,4 triệu bảng, Graduation năm 2007 bán được 6 triệu bản, 808 and Heartbreak năm 2008 3,45 triệu bản, My Beautiful Dark Twisted Fantasy năm 2010 3,6 triệu bản, Jesus vào năm 2013 2,2 triệu bản, và đặc biệt là hai album gần đây Donda và Donda 2 ra mắt lần lượt vào năm 2021 và năm 2022. Hai album này được mô tả là một cách để giữ lại vị thế trong xã hội của Ye và chất lượng của chúng là vô cùng tuyệt vời. Dĩ nhiên, với một người tham vọng như Kanye thì chỉ thành công ở âm nhạc thôi là chưa đủ. Năm 2009, anh cùng Nike cho ra mắt thương hiệu thời trang giày AEG. Thương hiệu này đã gây bão với công chúng và phần nào đó định hình lại phong cách thời trang của phần đông giới trẻ. Năm 2013, hãng Adidas liên hệ hợp tác với Ye để ra mắt dòng sản phẩm The Adidas Yeezy, thu lại lợi nhuận lên tới hàng tỷ đô la.
Đây cũng là yếu tố trực tiếp gây dựng nên khối gia sản khổng lồ cho nam rapper, đưa anh lên hàng tỷ phú. Sau khi Adidas cắt lợi nhuận, tổng khối lượng tài sản của anh tuột dốc không phanh, từ 6,6 tỷ nay chỉ còn 1 tỷ USD. Không chỉ vậy, Kanye còn ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường thời trang và giày của thế giới. Trong một buổi hòa nhạc Power 106 Powerhouse năm 2015, anh đã diện một đôi Adidas Ultra Boost All White. Ngay lập tức, giá của đôi sneaker này đã được đôn lên gấp 3 lần và cháy hàng. Đây không phải là lần duy nhất điều này xảy ra. Những đôi sneaker theo style Chunky Dead cũng là một trường hợp tương tự. Trước khi được Kanye diện, có thể nói Chunky Dead Shoes là một thảm họa thời trang đối với giới trẻ. Cho tới khi đôi Yeezy 700 Wayrunner được trình làng tại show thời trang Yeezy Season 5 vào tháng 2 năm 2017, mỗi khi Kanye xuất hiện về một bộ outfit nào, những món đồ đó sẽ ngay lập tức được dân tình săn đón. Kanye phần nào cũng đã thúc đẩy doanh thu của các hãng thời trang khác. Gap đã gặp rắc rối trong doanh thu từ năm 2019, thêm tác động của đại dịch làm hãng thời trang này càng lao đao. Vậy nhưng ngay khi Gap công bố mối quan hệ hợp tác với cả Yeezy, doanh thu của cửa hàng lập tức tăng 42%. Hay đối với trường hợp của Balenciaga, trước đó hãng này chỉ là một hãng tầm trung trên thị trường. Sau khi Kanye và Kim Kardashian diện bộ đồ của hãng này trong sự kiện Met Gala 2021, Balenciaga bắt đầu tăng trưởng để rồi trở thành thương hiệu hot nhất trong quý 3 năm 2021. Thế nhưng, người ta từng nói rằng, lắm tài thì nhiều tật. Khi đang trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, Ye lại đặt tay vào nút tự hủy rồi bấm nó liên tục. Đầu tiên là những lần không biết giữ mồm giữ miệng. Lần đầu tiên Kanye West gây bão cũng là sự khởi đầu của một trong những mối quan hệ đối địch nổi tiếng nhất trong ngành giải trí mà mình tin chắc phần lớn các bạn ai cũng biết. Tại lễ trao giải MTV Video Music Award 2009, khi Taylor Swift vừa nhận giải thưởng cho Best Female Video Award với bài hát You Belong With Me, drama đã ngay lập tức ập đến. Kanye chạy tới sân khấu, cướp mic từ tay của Taylor và bắt đầu phát biểu. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Taylor là cũng đủ hiểu rằng cô đang sốc đến mức độ nào, và công chúng cũng như vậy. Bắt đầu từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa Kanye West và Taylor bắt đầu lao dốc không phanh. Cho tới nay, vẫn còn rất nhiều lời qua tiếng lại giữa hai nghệ sĩ. Thậm chí là Kanye từng công khai gọi Taylor Swift là a bitch. Không dừng lại ở Queen Tay Tay, anh còn công khai chỉ trích rất nhiều các nghệ sĩ khác trong giới như là Drake, Ray J, Justin Timberlake, người bạn cũ Jay-Z và thậm chí là cả chú lợn Peppa Pig cũng không thoát được lời chỉ trích của Ye. Ở trong MV Face Mode của mình, Kanye đã chiếu hình ảnh khỏa thân của 12 nhân vật nổi tiếng khác nhau, bao gồm Taylor Swift, George W. Bush, Donald Trump, Anna Wintour, Rihanna, Chris Brown, Dre J, Amber Rose, Caitlyn Jenner và Bill Cosby. Cái tính không biết giữ mồm giữ miệng của chàng rapper lắm tài nhiều tật còn đi xa hơn thế. Vào năm 2016, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra với hai ứng cử viên nặng ký nhất là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, Kanye West đã công khai ủng hộ nhà tài phiệt cũng lắm tài nhiều tật không kém cạnh. Thậm chí là Ye còn tiến thêm một bước nữa bằng cách tự đứng ra ứng cử cho cuộc chạy đua này vào Nhà Trắng, năm 2020 với cương vị là một ứng viên độc lập vô đảng. Và tất nhiên là Kanye thua cuộc, tăng thế nào được. Những công khai về quan điểm chính trị của Ye trong suốt quãng thời gian vừa qua vẫn luôn trôi nổi trên Internet, bao gồm cả vụ phát ngôn I am a God năm 2013, mặc áo White Lives Matter trong tuần lễ thời trang Paris vào đầu năm 2022. Thứ hai là một quan hệ phức tạp trong đời sống hôn nhân. Không chỉ ồn ào với những phát ngôn gây sốc, Ye còn khiến cho công chúng phát ngán, ngay cả trong đời sống tình cảm của mình. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với cả cô Kim nhà Kardashian, Ye đã trải qua nhiều mối quan hệ khác nhau. Đầu tiên là mối quan hệ chia tay và quay lại nhiều lần với nhà thiết kế Alexis Pfeiffer năm 2002. Thậm chí là cặp đôi từng đính hôn vào tháng 8 năm 2006, để rồi lại chia tay vào 18 tháng sau đó. Ye tiếp tục hẹn hò với người mẫu Amber Rose kể từ năm 2008 cho tới năm 2010, sau đó mới tới mối quan hệ tình cảm với cả Kim. Họ kết hôn vào năm 2014, mối quan hệ trên cũng tốn của báo chí không ít giấy mực từ lúc bắt đầu cho tới khi chúng kết thúc. Sau 7 năm chung sống, cả hai bắt đầu có những rạn nứt. Đỉnh điểm nhất là khi cô Kim bắt đầu đệ đơn ly hôn vào đầu năm 2021, để rồi vào năm 2022, cô Kim được tòa tuyên phán là độc lập hợp pháp. Vì vậy, Kanye và Kim vẫn cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc 4 đứa con của hai vợ chồng. Trong khi cô Kim đã tiếp tục trải qua mối quan hệ với danh hài Pete Davidson, Ye thì vẫn đang cố gắng vượt qua mối quan hệ này. Thậm chí là Kanye đã từng có những hành động vô cùng quyết liệt với cả Pete, công khai gọi anh ta là thằng đầu khất ở trên Instagram, rồi tiết lộ nhiều thông tin riêng tư của hai người. Quá đà hơn là Ye đã từng có hành động stalk cô Kim, như là mua một căn nhà ngay đối diện nhà của vợ cũ,
và trên khắp các mặt báo bắt đầu rộ lên tin đồn là Ye bắt đầu cosplay thành nỗi sợ hãi của quân Mỹ, trốn trong bụi cây ngoài nhà của Kim để theo dõi cô này. Vào đầu tháng 10 vừa rồi, Ye tiếp tục đưa ra một vài phát ngôn gây sốc. Mức độ nghiêm trọng của phát ngôn lần này cao gấp rất nhiều lần so với những lần trước, bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn của Ye trên Fox News. Những phát ngôn tiêu cực của Ye nhằm trực tiếp vào người Do Thái nhạy cảm tới mức không qua được phần kiểm duyệt để phát sóng trên truyền hình. Tất nhiên là nam rapper này không bỏ qua sự việc. Anh ta đã đăng lại những phát ngôn bị cắt ở trong cuộc phỏng vấn lên các trang mạng xã hội cá nhân, bao gồm Twitter và Instagram, dòng trạng thái với nội dung vô cùng nhạy cảm. Việc này khiến cho các nền tảng phải khóa tài khoản của anh lại ngay lập tức. Sự việc dần đi ra khỏi tầm kiểm soát khi công chúng bắt đầu dậy sóng sau những phát ngôn thù địch nhắm thẳng vào người Do Thái, kích động những người cùng tư tưởng trong xã hội, trực tiếp đặt sự an toàn của dân tộc Do Thái vào trạng thái báo động. Đã có rất nhiều các công ty lớn cắt đứt mối làm ăn với cả Kanye, bao gồm Balenciaga, Gap, Vogue. Nhưng nặng nề nhất là vào ngày 25 tháng 10, tức là 2 tuần sau vụ việc, nhãn hàng Adidas đã công khai chấm dứt mối quan hệ hợp tác dài gần một thập kỷ với Kanye, cũng như nhãn hàng trị giá hàng tỷ đô Yeezy do anh sở hữu. Nam rapper đã tự ý tới văn phòng của hãng giày Skechers tại Los Angeles nhằm ký một bản thỏa thuận mới. Tuy nhiên là Ye đã bị đá ngay ra khỏi công ty và được hộ tống bởi hai viên cảnh sát. Khối tài sản của Ye bị ảnh hưởng trực tiếp, còn fan của anh chàng thì quyết định lập trang donate trên GoFundMe để giúp đỡ Ye trở thành tỷ phú thêm một lần nữa. Nhưng mà theo như ghi nhận cho tới ngày 3 tháng 10 đã có 5 đô để ủng hộ, tương đương với cả 5 người ủng hộ cho Huawei. Mercedes màu xanh, bên trong Mercedes màu xanh. Chắc hẳn là các bạn đang đặt ra câu hỏi là tại sao mà một người thành công như Ye lại có thể tự hủy mạnh và thường xuyên đến như vậy? Tôi cho rằng những hành động đó là hệ quả sau một sự kiện ảnh hưởng rất lớn đã xảy ra với Kanye trong quá khứ. Kanye gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh phải phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt và làm bạn với cả giường bệnh hàng tuần trời. Không có bảo hiểm y tế, Kanye phải tự mình chi trả hóa đơn viện phí, khiến cho nam rapper rơi vào quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhưng mà trong cái rủi thì có cái may, Kanye dùng quãng thời gian này để suy nghĩ về cuộc sống và sự nghiệp. Anh nhận ra rằng âm nhạc của anh sẽ không đưa tài năng và tiếng nói cá nhân của mình tới toàn thế giới nếu lỡ một ngày nào đó anh phải rời xa cuộc đời này. Bởi vậy, sự kiện này đã hình thành một cá tính rất mạnh của nam rapper. Kanye cống hiến toàn bộ cho âm nhạc và sống như thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình tồn tại trên cõi đời. You only live once, YOLO. Cá tính này mang lại rất nhiều thành công cho Ye trong sự nghiệp, nhưng đi đôi với nó là những hệ lụy nghiêm trọng như tôi đã kể ở trên. Ye nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm và không suy tính tới hậu quả. Bên cạnh đó, Ye cũng từng có tiền sử chẩn đoán mắc vài chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Trong bài FML và một đoạn của bài UMED fit cùng với cả Vic Mensah, Ye đã có đề cập đến việc anh phải sử dụng thuốc chống trầm cảm Lexapro. Và trong bài I Feel Like That chưa từng được phát hành chính thức, nam rapper cũng đã nhắc tới việc anh cảm thấy nhiều triệu chứng của chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Tất cả những bài hát này đều được Ye thu âm vào năm 2016 cho album The Life of Pablo. Cùng năm, Kanye bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị, nhưng phải cho tới năm 2018 thì sự việc này mới được công khai. Một vài tháng sau khi album Ye được ra mắt, Kanye đã chia sẻ với Tổng thống Donald Trump rằng quá trình trị liệu chỉ là một chẩn đoán sai. Vào năm 2019, anh lại tiếp tục chấp nhận điều trị thêm một lần nữa. Rồi tới năm 2022, anh vẫn chia sẻ với công chúng rằng đây không phải là chẩn đoán chính xác. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, Ye công khai mình bị nghiện opioid, một chất có tác dụng gần giống với cả morphine. Anh bắt đầu sử dụng opioid từ khi nó được chỉ định cho anh sau khi hút mỡ. Chứng nghiện này khả năng cao đã phần nào khiến cho tinh thần của Ye bị suy nhược nặng nề. Nhưng dù nguyên nhân có là chủ quan hay khách quan, hệ lụy không chỉ còn dừng lại đối với cá nhân Kanye West, mà nó bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội và công chúng. Nhìn chung, thái độ và phát ngôn của Ye khiến cho công chúng lo ngại và tranh luận tương đối gay gắt về quan điểm chính trị cực đoan. Sau sự việc hồi đầu tháng 10, tên tuổi của Ye đã đạt tới ngưỡng không thể phục hồi. Đáng báo động hơn, các phát ngôn cực đoan này đã bắt đầu ảnh hưởng tới cộng đồng những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, khiến họ được đà làm tới. Họ bắt đầu sử dụng cái tên Kanye West để bảo vệ, củng cố quan điểm của mình và chỉ trích nặng nề hơn những người không cùng quan điểm. Thực ra những vấn đề này không chỉ xảy ra đối với một mình Ye, mà còn đối với cả những cá nhân có tiếng nói khác đối với công chúng. Không ít người sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình một cách công khai, và đương nhiên là cũng sẽ có người ủng hộ và có người phản bác. Nhưng khi bạn là một người có tầm ảnh hưởng, dĩ nhiên là tiếng nói của bạn sẽ có sức lan tỏa rộng rãi hơn, bất kể đó là quan điểm tiêu cực hay tích cực. Ye là một nghệ sĩ, một doanh nhân tuyệt vời, nhưng nhìn về khía cạnh con người, có lẽ anh cũng giống như chúng ta. Cũng có những hành động bồng bột và cũng có những sai lầm tai hại. Vậy Ye trong mắt các bạn là một người như thế nào?
hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!